Itu juga lagi tu. Nolai nolai kau yang begini. Mungkin lau bed. Tahun tahun lah. Kita mungkin ada buk pelang. Ini lagi jual lagi. Đây là. Ví dụ chúng ta ngày xưa đây là một. Chả mà mì chơi. Đường cao ngàm. Vua đầu bếp nhá. Đi vài đền sạc. Vài sạc. Ngon chưa? Tay viện. Đặc sắc. Đây gia vị bột ngọt. Đây này. Cái bước còn đợi nhất mong cái đi bu để chụp mình nè. Tính đây thì bây giờ sẽ ướp gia vị. Để xin nữa nó thấm gia vị thì cái mùi vị nó đặc biệt hơn. Đây là gà không đầu, tức là gà bị chặt đầu không đưa mì. Con gà này cái thịt nó dài lắm. Ví dụ như mình nấu tầm mấy tiếng, một hai tiếng gì đó nó mới chín được. Gà này thì